hơn 2 công đất mà ngay thị xã Hòa Thành bà con ơi, giá rẻ bất ngờ cho bà con mình luôn. Vâng, hiện tại thì em đang có mặt ở khu vực ấp Trường Lưu, xã Trường Đông của thị xã Hòa Thành để gửi cho bà con mình xem qua 2 cái công đất này nha bà con. Hiện trạng á thì đất mình đã có đường đi vào nha. Đây là cái con đường để đi vào đất đây. Đó, hướng này thì bà con mình sẽ đi ra cái đường số 28 của đường Nguyễn Lương Bằng nha bà con. Đó, quẹo phải là bà con mình ra Nguyễn Lương Bằng, quẹo trái á thì bà con mình đi ra cái con đường mà nối giữa ngã tư Cầu Khởi và ngã tư Trà Giỏ nha bà con. Đó, sẽ có 2 cái con đường lớn để cho bà con mình dễ đi lại. Và cái mảnh đất này, đó, hiện trạng mặt tiền đường này sẽ là cái đường, đây là cái đường nha bà con. Đó, cái đường này sẽ chạy dọc cái miếng đất của chúng ta luôn. Trên sổ có hiện trạng là để tên đường nha. Đó, từ đây bà con mình đi thẳng xuôi đến đó là mặt tiền đường của chúng ta là 64m nha bà con. Đó, còn vị trí đó, ranh đất đó, từ là từ đây nè bà con. Từ vị trí này, đây mình có một cái gò đất rồi nè. Từ vị trí này, đó, đổ xuống cái cây cỏ phía dưới đó bà con. Đó, bà con thấy xa xa có cái hàng cỏ đó là đến vị trí đất hang. Đó, và một cái con đường chạy xuyên suốt từ đây, chạy qua đến cuối cùng của miếng đất bên kia. Đó, trên đất thì hiện tại là đang trồng mì nha bà con. Đó, hiện tại đang trồng mì, vừa mới thu hoạch xong cái đám mì này. Đó, và tổng diện tích cho cái miếng đất của chúng ta là 201 đất nha bà con. Đó, và toàn bộ đất này, 201 này, sẽ để lại với bà con mình một cái mức giá cực kỳ hợp lý. 900 triệu cho toàn bộ 2 công đất này. Đất có đường. Ở đây nếu như bà con mình về mình chỉ cần ủi cái đường này thôi. Mình ủi cái đường cặp mí ranh của mình. Đó, tại vì trên sổ đã có hiện trạng đường. Đó, mình chỉ cần ủi cặp cái mí ranh của mình. Làm hàng rào, cất một cái khu nghỉ dưỡng thiệt là to cái khu vực này. Đó, vì ở đây bà con mình đi ra chợ Trường Lưu cũng gần nè. Từ vị trí này mà đi mình đi ra đến cái đường nhựa Nguyễn Lương Bằng ở phía ngoài á bà con, là chỉ cách ở đây gần cây số thôi. Đó, là ra đến cái đường Nguyễn Lương Bằng nha. Còn nếu như mình rẽ trái để mình đi ra cái con đường nhựa mà nối giữa Cầu Khởi và Trà Giỏ, ở đây chỉ cách đây khoảng tầm 200m thôi nha bà con. Đó, là mình sẽ có đường nhựa để mình đi nó dễ dàng hơn nha. Nào, bà con thấy đất nè, đất cao ráo, đây là đất đen nha bà con. Đất này trồng mì rất là tốt luôn. Đó, cái này giờ bà con mình cải tạo lại làm một cái khu nghỉ dưỡng, sân vườn. Với 2 công đất này thì rất là rộng rãi luôn. Có chiếc view núi nữa nha bà con. Đó, view đó là view núi Bà đó bà con. Đó, hôm nay nó nhiều mây nên bà con mình sẽ không nhìn rõ nha. Nhưng mà ở đây mình có thể nhìn thẳng được ra view núi Bà. Đó. Và xung quanh đây á, bà con mình cũng sẽ có nhà cửa dân cư nha. Đầu đường của chúng ta đó, mình sẽ có một cái farm, một cái nông trại ngay đầu đường luôn nha bà con. Đó, ngay đầu đường luôn. Tí nữa thì em sẽ dẫn bà con mình đi ra đường để xem được nha. Đó. 201 đất này để là bà con mình chỉ có 900 triệu thôi. Đó, mà đất thuộc thị xã Hòa Thành nữa. Đường là có hiện trạng để bà con mình thấy đi lại được. Đó, thì bà con mình đang tìm đất mẫu, đất ruộng ở khu vực thị xã Hòa Thành. Đó, thì mình có thể đến và xem tham khảo qua các bất động sản này. Liên hệ với em theo số điện thoại 0839 666 736 nha bà con ơi. Đó, và quý bà con mình đang có bất động sản cần bán đất mẫu nè, đất ruộng nè, đất vườn như thế này hay là nhà cửa. Đó, thì em sẽ đến hỗ trợ bà con mình quay phim quảng cáo hoàn toàn miễn phí nha bà con ơi. Đó, bà con mình có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0839 666 736, có thể để cược kênh mua bán nhà đất Tinh Linh đến và hỗ trợ cho bà con mình nha. Và ở đây á, mình sẽ có cái sổ, sổ này là sổ hồng nha bà con. Đó, đây là địa chỉ thứ đất của mình là số 734 tờ bản đồ số 35, địa chỉ là ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Với tổng diện tích miếng đất của mình là 2154,5m2. Đó, và hình thức sử dụng đất á, là đất trồng cây hàng năm khác nha bà con. Đó, chứ không phải là đất lúa nha bà con ơi. Đây là cái con đường phía trước đất của mình nè, một cái con đường hiện trạng nè bà con. Đó, một cái cạnh của cái con đường này là 24.70 cộng với lại 39.32 là 64m đó bà con. Đó, còn cái mặt bên đây là 43m30. Đó, ở bên cạnh bên đây là 23m84 và thêm 2,28m nữa. Đó, và đất này sẽ quay về hướng đông cho bà con mình nha. Đó, và bây giờ em sẽ chia sẻ bà con mình về cái con đường để mình đi ra đường nhựa thế nào nha bà con. Xin mời bà con mình. Và bây giờ từ vị trí miếng đất em sẽ đi ra cái con đường hẻm số 28 của đường Trường Đông nha bà con. Đó, đường ở đây thì đã được rải đá rồi. Đó, do là bà con mình đi xe máy nên là sẽ cỏ nó mọc hơi nhiều đó bà con. Đó, chứ đây mình có ô tô mình đi nó cũng rất là dễ luôn. Đó, tại vì đường này là đường 4m luôn đó bà con, rộng rãi lắm.
đó. Thì bà con mình đi khoảng tầm 20 mét thì chúng ta sẽ ra được ngay đầu đường này đó. Bà con mình sẽ rẽ phải để mình đi về, đi ra cái đường Nguyễn Lương Bằng. Còn bây giờ em sẽ rẽ trái để đi ra cái đường nhựa mà nối giữa xã Cầu Khởi và xã Trà Giỏ nha bà con. Đó, cái con đường nhựa cũng rất là lớn luôn. Đường ở đây thì hiện trạng là một đoạn thì đã được ủi và rải sỏi rồi, còn một đoạn thì sẽ còn đường đất như thế này nha bà con. Đó. Hai công đất mà thuộc thị xã Hòa Thành chỉ có 900 triệu thôi bà con, rất là rẻ luôn ha. Đây. Phía trước sẽ là cái con đường nhựa này bà con. Ở đây là bắt đầu bà con mình thấy là có dân cư ở rồi ha. Ở đây mình sẽ có một quán cà phê nè, rồi quán nhậu nữa. Ở đây là cái đường vô sớm luôn đó bà con. Đây bà con, đây là cái đường nhựa mà nối giữa ngã tư xã Cầu Khởi và ngã ba xã Trà Giỏ nè bà con. Đây là cái con đường nhựa lớn luôn nha. Đó, bà con mình có thể rẽ trái đi ra Cầu Khởi, rẽ phải để ra Trà Giỏ nè bà con. Ở về Gò Dầu á, bà con mình sẽ đi đường này nha. Và đến đoạn này thì bà con mình thấy nè, đã được nhà nước họ ủi đường cũng như là rải sỏi. Đó, mình đi thì nó sẽ dễ hơn là cái đoạn đường đất ở phía trong kia nha bà con. Đó, thì đến đây chúng ta sẽ có con kênh nha bà con mình đi thẳng theo con kênh này luôn nha. Ở đây ghi bà con mình di chuyển ra một cây số thì chúng ta sẽ đến được hẻm số, ra được đường đến đường Nguyễn Lương Bằng nha bà con. Đó, đây là đường Nguyễn Lương Bằng, ở đầu đường đây sẽ là hẻm số 28 nha bà con. Và quẹo phải thì bà con mình sẽ đi về hướng chợ Trường Đông nè, đi về ủy ban xã Trường Đông. Còn nếu như bà con mình muốn đi về Sài Gòn thì mình có thể rẽ trái để ra quốc lộ 22B nha bà con. 900 triệu thì bà con mình sẽ có được hai công đất này rồi. Đó, thì bà con mình quan tâm đến bất động sản thì mình có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.